Chào các bạn anh chị, hôm nay mình sẽ tiếp tục cái bát nhã tâm kinh. Cái này là lần thứ ba trong những cái kỳ mà mình nói về bát nhã tâm kinh, thì cái lần cuối cùng là mình nói về cái bố thí ba la mật và trì giới ba la mật. Cái bố thí ba la mật đó có nghĩa là mình làm sao đó trong cái bóng tối đó của cái vô minh, tự nhiên đó, ánh sáng nó bùng ra, ánh sáng gọi là chân tâm nó bùng ra. Vô minh đó, tức là cái bản ngã, tức là cái tâm thức mà lúc nào cũng nhị nguyên, lúc nào cũng nghĩ tới mình, cái tâm thức lúc nào cũng chỉ là gói tròn ở trong mình với mình mà thôi. Thì bây giờ làm sao mà mình bung ra là cái gì? Là cái ánh sáng từ tâm á, nó hiện ra. Nếu mà mình dùng một cái hình vẽ đó là như thế này, để thầy vẽ một cái hình vẽ này, đây cái bạc quai này, cái này đó là mình tượng trưng cho cái màu đen thui là của cái vô minh. Tức là cái này là cái cuộc sống của mình đây nè. Thế này là đúng là cái bản thân của mình là vô minh đây nè. Đây. Rồi bây giờ đã, để thầy biên cái này cho các bạn thấy. Các bạn thấy nó thú vị là cái vô minh của mình đó, là nó nhiều, nó dày đặc như vậy đó. Chỗ nào nó cũng có cả. Đây. Thì các bạn thấy cái tâm thức đó, gọi là vô minh, là tâm thức nó không có ánh sáng, mà nó chỉ có cái bóng tối mà thôi. Cái tâm thức đó là cái tâm thức đó mà mình gọi là nó chiếm hữu cả cái cuộc sống của mình. Và tất cả cái gì mà mình gọi là mình á, là điều là hệ mình có cái bản ngã, có chủ thể đó, thì tức là mình bị kẹt trong tâm thức đây. Bây giờ bảo thấy không? Rồi đây, khi mình đẻ ra, tức là mình trở thành cái đen thui như vậy. Thì bây giờ đó, các bạn có thấy rõ nó đen thui nó không coi cả. Bây giờ thế nào là bổ thí từ tâm đó phóng ra một cái tia sáng. Cái tia sáng nó phóng ra. Cái tia sáng này là ý mà nghĩa là lành trí, ý mà cái mình gọi là thiền, ý tốt mà nó bung ra, thì cái đó gọi là bố thí ba la mật. Bố thí cho nên là cái ánh sáng mà nó phá vỡ đi cái chân tâm, phá vỡ đi cái vô minh. Cái vô minh là cái trạng thái không ánh sáng mà chúng ta người nào cũng kẹt ở trong đó. Vô minh. Thì bố thí là cái sự khai mở cái ánh sáng mà của tự tánh, nó làm cho cái vô minh á, làm cho cái bản ngã của mình á, nó không còn nữa. Thí dụ như bạn thấy một cái người nào đó đang cần cái sự giúp đỡ, nhưng mà cái bản ngã mình nó không muốn giúp, nó ích kỷ, nó không muốn giúp. Thì bây giờ ý tưởng mà mình muốn giúp, mình tới đây mình muốn giúp, cái ý tưởng đó thì gọi là cái bố thí ba la mật. Cho nên cái khả năng phá thủng màng vô minh sẵn có cho đặc đó, đó là cái khả năng mình gọi là bổ thí ba la mật. Bây giờ tiếp tục mình nói về trì giới ba la mật là cái gì? Trì giới như lần trước mình nói là đem dẫn ánh sáng từ tâm này vào trong ngoài quảng đạo của quan hệ. Đây là cái định nghĩa mà lần trước mình nói về, là cái định nghĩa này đó. Đó. Rồi xong rồi mình đã nói tới này, cái quảng đạo đó, cái ông dẫn này là ông dẫn cái tình thương này đi qua bên kia. Mình nói tới cái chuyện đó rồi. Bây giờ ngày hôm nay đó, thì là mình sẽ nói tới cái chuyện thế nào là nhẫn nhục ba la mật. Mình sẽ nói tới cái nhẫn nhục ba la mật. Để thầy sửa lại cái chữ này chút xíu cho nó nhỏ lại đây. Nhẫn nhục ba la mật là gì? Thế nào gọi là nhẫn nhục ba la mật? Rồi. Thì để thầy nói bạn nghe nha, mình đã có đó, cái bổ thí đó là làm cho trong cái bóng tối mà mình, cái ánh sáng mình đó, nó phóng ra. Rồi mình nói tới cái trì giới đó là làm sao cho cái ánh sáng đó đó, cái ánh sáng mà mình tuôn ra đó đó, đây này, ánh sáng này nè, làm sao cái ánh sáng này nó đi vào trong cái quảng đạo, tức là vào trong cái ống dẫn đó, ống dẫn để mà tới được con tim của người ta. Thế nên cái ánh sáng mà truyền qua đây này, rồi đi vào tiếp tục vào trong con tim người ta đó. Cái ánh sáng này đó, cái khả năng này gọi là khả năng trì giới. Nhiều người hiểu lầm rằng cái khả năng trì giới đó, mình trì giới tức là mình giữ cái ống, cái này là cái quảng đạo. Cái này là cái ống dẫn này gọi là cái quảng đạo. Cái quảng đạo tức là cái phương tiện đó để mà cho mình nghiêm mỹ thêm gọi cái đó là cái conduit. Mà người Tây thì mình gọi là đó là cái conduit đó. Thì
ánh sáng của từ tâm đó, làm sao mình truyền qua được tới tâm người bên kia, thì mình phải trì giới, tức là mình làm sử dụng những cái phương tiện, những cái quảng đạo nào đó để mà cho cái tâm của mình nó có thể chạy được từ bên này qua bên kia. Đó, đó là cái giới. Thì ánh sáng đó, nó sẽ lan tỏa ra trong lúc mình trì giới, thì là cái ánh sáng nó lan tỏa ra. Thì dù thầy cái chuyện mà thầy nhắc lại trong vài phút cho các bạn nghe đó, là cái chuyện mà khi mình có hiểu về cha mẹ của mình, cái quan hệ của mình với cha mẹ, hiểu là cái gì? Là mình lan tỏa sự ấm áp, mình lan tỏa cái tình thương tới cha mẹ của mình, mình lan tỏa sự cung kính tới cha mẹ của mình. Thì những cái đó đó là những cái mà cái đặc tính của cái chân tâm. Cho nên cái chân tâm nó đặc biệt vô cùng. Nếu bạn nhìn cái chân tâm này đó, cái này là cái chân tâm, ánh sáng của chân tâm bất nhị. Mình gọi đây là cái chân tâm. Và cái chân tâm ấy, nó có cái quang minh ấy. Cái quang minh này ấy, là quang minh mà bất tận, nhưng mà mình gọi là bất nhị. Nhưng mà cái quang minh này đấy, mà khi mà nó đi vào trong mỗi từng mỗi quan hệ của mình, đi vào trong cái quan hệ này đấy, thì đây thì dụ như thầy vẽ đây là người cha của mình và có thể là người mẹ của mình luôn, đây là người bạn của mình, đây là người đồng sự của mình, đồng sự. Biết các bạn thấy này, cái ánh sáng đó, nó đi tới tâm của người này, cái quang minh người này, thì cái quảng đạo đó, tức là cái ông dẫn đó, ông dẫn này đó, đây này phải có cái ông dẫn để mà có cái quan hệ mà tới chứ, không có ông dẫn thì làm sao mà có quan hệ mà tới. Cái ông dẫn này tức là mối quan hệ, mối quan hệ. Khi mà nó qua cái ông dẫn này đó, thì cái chân tâm đó, nó không còn gọi là chân tâm nữa, mà nó gọi bằng những cái đặc tính đó, mà rất là đặc biệt. Các bạn thấy này, cái mối quan hệ này đó, nó làm cho cái chân tâm, cái quang minh này nó có cái tên khác. Thì trong cái ông dẫn này đó, khi quang minh nó chạy qua đó, thì cái ông dẫn này đó, nó làm cho cái quang minh mang một cái tên mới. Cái tên đó là hiếu thảo. Cái quang minh này là nó vô tướng, nó không có tên, không có tướng trang và không có tên. Nhưng mà khi nó chạy qua mối quan hệ thì nó tên là hiếu thảo. Khi nó chạy từ bên trong lòng của mình mà chạy qua bên mẹ của mình thì nó cũng tên là hiếu thảo nữa. Đây này, cha hay mẹ mình thì đều tên là hiếu thảo cả. Mà khi cái mối quan hệ quang minh là chạy vào trong người bạn mình thì gọi là cái tình bạn. Mà cái tình bạn là cái sự mà mình gọi là cái tình bạn này, mình gọi là cái sự hy sinh hoặc là quan hoài. Người bạn thì hy sinh, quan hoài, thí dụ như vậy đó. Mà tới cái người đồng sự đó thì nó biểu hiện thành cái sự trung thực, trung thực. Trung thực. Thế nên bạc thầy nó rất là lý thú, là bởi vì đó mình không thể ngờ được là từ một cái chân tâm đó mà nó không có hình dạng gì, nhưng mà đi vào trong cái quảng đạo đó, đó thì nó sinh ra những cái tên khác, tên mới. Và nếu các bạn hỏi như thế thầy, như vậy thì là cái chân tâm này nó có bao nhiêu cái tên đó, thì mình sẽ nói như thế này này các bạn. Mình sẽ nói đó, đây, để thầy biến cái hình này cho nó rộng rãi. Đây này. Thì mình cái chân tâm này là nó vô danh. Chân tâm là không tên. Nhưng mà nó qua cái quảng đạo. Quảng đạo hay là mình gọi là qua cái mối quan hệ của mình với người đó, thì cái chân tâm này nó có những cái tên mới rất là đẹp mà mình sẽ đặt ra. Đó gọi là hiếu thảo. Đây, thầy đọc lại thêm một lần nữa thôi. Thầy biến lại để cho rõ ràng thôi các bạn. Hiếu thảo để thầy biến cho rõ nha các bạn nha. Cái chữ cho nó to cho các bạn thấy nó dễ. Nó tên là cái tên là mình gọi là cái tình thương. Tình thương không điều kiện. Tình thương bao la. Cái lòng một quan hoài. Quan hoài, cái lòng hy sinh.
tùy cái trường hợp nào đó, cái quảng đạo nào mà nó có cái tên đó, nó sinh ra cái lòng trung thực. Trung thực có nghĩa là không có dối trá đó, trung thực. Nó sinh ra gọi là cái lòng cảm thông. Như thế thì các bạn thấy đó là rõ ràng đó là cái mình còn nhiều nữa, các bạn không phải chỉ chừng này thôi, mình còn nhiều tên vô cùng. Thì rõ ràng là cái chân tâm mà nó không có tên đó, mà nó sẽ biến thành tên là bởi vì nhờ cái mà mình gọi là cái trì giới ba la mật. Thì tại ra cái trì giới đó là làm sao đó mà mình có thể hiện thực thể hiện được những cái đặc tính này trong cuộc sống. Bây giờ thầy cho bạn một cái thí dụ này hay lắm. Đây này các bạn. Thí dụ như thế này là có một cái em đó đó và một người bạn, hai người đi chơi với nhau. Thì hai người bạn này là người mà chơi rất là thân thiết. Thì cả hai đó đều hiểu rằng đó là mình là Phật tử, mình là rất là người mà rất giữ giới luật. Thì theo như câu chuyện này là kể ra thì như thế này này, hai người bạn này đó mới theo học Phật xong rồi đó thì họ mới biết rằng là Đức Phật là ở rất xa, cho nên họ mới làm một cái pilgrimage, một cuộc hành hương để đi thăm Phật. Thì hai người họ đi tới không chừng rất là xa, thì không gần nửa đường đó thì là sa mạc, nó nóng bức quá. Thì một người đó, hai người mới thấy có một cái sò, cái đầu lâu có nước trong đó, mà sa mạc nó có nước, cái đầu lâu nước thì nó trong, nhưng mà khi mình nhìn vô thì biết là trong nước đó là tuy nó trong thì trong nhưng mà nó có vô số chúng sinh ở trong đó. Thì một trong hai anh bạn này là học Phật mà rất là hiểu biết, thì một anh là không, tôi giữ giới, tôi sẽ không ăn không uống cái nước này, tại vì uống nước này tức là tôi sẽ tổn hại. Anh bạn kia nữa, ô, đâu có cái gì đâu, uống mà có sức để mà tôi có thể đi giúp người được. Thì anh bạn kia nó uống nước đó, lấy cái đầu lâu trong đó còn nước mà, thì uống hết. Thì uống thì anh khỏe, anh tỉnh, tiếp tục đi nữa. Anh bạn kia bị thiếu nước khác nữa, có thể anh chết. Theo như câu chuyện này thì là khi mà tới nơi gặp Phật đó, thì Đức Phật nói, ngươi gặp được ta, ngươi có biết rằng là ngươi đã phá hoại cái giới không? Tuy ngươi tới, ngươi gặp ta nhưng mà thật sự ngươi gặp cái thân xác của ta, chứ còn người bạn của ngươi đó là đã gặp ta rồi, bởi vì người đó là người mà giữ giới. Cái chuyện này là được rất nhiều người chú giải và rất nhiều người biết, là bởi vì nó nói lên một cái đặc tính rất là hay. Đặc tính đó là gì? Cái người đầu tiên đó, anh bạn đầu tiên mà anh không uống, anh giữ giới, vì cái giới nó giới sạc, không muốn uống. Cái anh bạn thứ hai đó là cái anh bạn đó, anh không nghĩ là anh giết và nghĩ rằng là những cái chúng sinh là nó quá nhỏ đi, nghĩ đó là cái phương tiện, cho nên anh tới anh uống ra để mà có sức để gặp Phật. Mà Phật thì nói là ông ngươi tuy ngươi tới gặp cái thân của ta thôi, nhưng mà thật sự ra là cái người bạn kia đã gặp rồi. Thì khi bạn mà cân nhắc hai cái chuyện này thì bạn thấy cái người đầu giữ giới thanh tịnh, giữ cái giới thanh tịnh nhưng mà chưa chắc là có cái tâm từ bi. Cái người thứ nhì đó là uống cái nước vô đó, thì rõ ràng là họ không, người này không có giữ cái giới thanh tịnh, nhưng mà chưa chắc là người không có lòng từ bi, tại vì những con vật mà nó quá nhỏ lắm, mình không thấy được. Hai cái đó là hai cái làm cho mình suy nghĩ rất nhiều đó, là về cái giá trị quan. Là bởi vì nhiều khi đó mình nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện mình giữ cái giới nhưng mà chưa chắc là mình có cái lòng từ bi. Còn cái chuyện kia là mình tuy là mình là mình phá giới nhưng mà chưa chắc là mình không có lòng từ bi. Cho nên trong cái thời hiện đại ấy, thì câu chuyện là nó được viết kiểu khác. Được viết kiểu khác đó, bởi vì là câu chuyện đó là một câu chuyện mà làm cho chúng ta suy nghĩ rất nhiều đó về cái chuyện là cái thế nào là cái quảng đạo mà để trì giới. Nhưng mà thầy lại muốn kể câu chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Câu chuyện đó là câu chuyện mà hai ông tăng đi trên đường, đi qua cái cầu. Thì thấy cái cô đó đó, cô rất gì sống đó. Thì ông tăng đầu tiên là ô, tôi
phải nhảy xuống cứu. Ông Tăng thì nhìn là không, ông đưa cứu cái này là phạm giới. Nhưng mà ông Tăng đầu tiên ông nhảy xuống ông cứu cô kia, bồng lên, đem lên, làm cho cô này là tỉnh lại bằng cách là đè cái ngực, mình làm cái resuscitation, đè cái ngực cho mà rồi nước nó phun ra, rồi bọc mũi cô này, thở hơi vào miệng cho cô này cô tỉnh. Thì cái đó là cái mà thời thông thường bây giờ. Thì cái ông Tăng này ông cứu rồi, nhưng mà ông Tăng kia thì tức lắm, ông không nói gì cả. Hai người đi về, thì trên đường về thì bấy nhiêu cô này cô khỏe rồi thì cô đi. Thì ông thái ông Tăng đi về, thì cái ông Tăng mà tự nhiên đấy, ông Tăng mà tức tối đó, ông nói tại sao mà anh lại phá giới như vậy, anh nhảy xuống sông anh cứu cô rồi lên, anh còn bịt mũi, anh còn thở vào mồm cô này như vậy, đủ thứ như vậy, kỳ cục như vậy, phá giới lại còn ôm cái cô này nữa. Ông Tăng là ủa, tôi bỏ cô rồi, tôi nghe cái câu tôi bỏ tôi không nghĩ tới rồi mà anh còn đeo trên vai anh tới đây mà còn nhớ tới cô đó. Chứ rất là thú vị. Nhưng mà trong cái đời bây giờ thì mình lại nói chuyện khác chút xíu. Cái người mà có cái lòng mà đi cứu cái cô kia thì anh chàng đầu tiên anh nhảy xuống thì anh phải có cái lòng quan hoài, cái lòng thương. Thì thấy một cái người chết mà mình không động lòng chuyện vô lý đó. Cho nên anh chàng đầu tiên đó, là nhảy xuống thì anh phải có cái lòng quan hoài và có cái tâm phải đồng tâm, thấy người ta tội nghiệp mình nhảy xuống. Thì nếu như vậy thì anh không có phải là người phá giới. Thì các bạn thấy đấy, thì rõ ràng anh đang truyền cái ánh sáng quang minh của cái lòng thương và cái sự quan hoài đi vào trong hành động của anh, trong quan hệ anh với một người đang chết đuối. Nhưng mà người thứ nhì đó thì muốn chỉ giữ cái quảng đạo cái ống thôi. Ông đó, thế này nếu mà mình vẽ như vậy thì các bạn sẽ lập tức hiểu ngay. Đây là cái ống. Ống này là ống dẫn cái anh. Ống này là cái quảng đạo. Cái quảng đạo này đó cũng là mình gọi là cái quan hệ. Quan hệ của mình với một người nào đó, đó. Và cái vị tăng đầu tiên thì là cái truyền cái gì đó, cái này là cái chân tâm này. Cái chân tâm này đó là thật sự người nào cũng có, nhưng mà trong cái trường hợp với quan hệ với một người chết đuối đó, thì cái chân tâm này nó có cái tên là lòng thương. Khi nó chạy vào đây thì cái tên này đó, đây, cái này gọi là sự quan hoái và cái tình thương. Oops. Bạn thấy không? Thành sự quan hoài và cái tình thương đó, đó là cái phần này. Và nó truyền qua tới cái người kia. Thành cái người đầu đó, vì thầy đầu tiên đó, thì ông là giữ cái giới này này, ông giữ, ông truyền đạt cái tình thương này là cái vị tăng số 1. Những cái vị tăng thứ nhì đó thì ông không phải là ông giữ cái truyền cái tình thương, mà ông giữ cái giới luật này, giữ cái giới này. Ông giữ cái ông quảng đạo này, cái tăng thứ nhì. Ông giữ cái quảng đạo là gì? Vì ông sợ đó là mất cái giới. Cái màu xanh xanh này đó bạc, cái này gọi là giới. Giới dâm. À, sát đạo dâm vọng tưởng là cái giới. Cái quảng đạo này là cái giới. Và nó cũng là mối quan hệ của mình với người khác. Cho nên cái vấn đề lớn đó là các bạn thấy rõ ràng là nhiều khi đó mình phải cần cái quảng đạo, cần cái giới, nhưng mà mình phải làm sao cho cái chân tâm nó chuyển vần ở trong cái quảng đạo đó để tới bên kia. Cái giới và quảng đạo là một bác. Cái giới đó là cái ông dẫn, là cái, nó định luận cho biết rằng là mình phải xử thế với người đó như thế nào, mình phải cư xử với người đó như thế nào. Mà khi mà cư xử tức là mình có cái quan hệ. Cho nên cái đó là một cái mà mình phải suy nghĩ rất nhiều đó. Thì cái trì giới ba la mật đó là mình phải làm cho cái dòng chân tâm của mình nó chạy lan qua tới người khác. Ánh sáng trong tâm của mình là chạy tới người khác. Nhưng mà ở trong cái quảng đạo như thế nào mà mình cái cư xử của mình nó hợp lý, hợp tình và hợp thế, hợp thời. Hợp lý, hợp tình, hợp thể và cái hợp thời. Thời là cái thời điểm, cái thời gian, cái momentum. Hợp thể có nghĩa là cái không gian đó phải như thế nào mới được. Hợp lý là
cái óc suy nghĩ mình là đúng với cái lý luận nhà Phật, hợp tình là hợp với cái tình mà cảnh lúc đó. Cho nên cái đó là một cái sự suy nghĩ rất là cao, bốn chuyện, làm bốn cái hợp, là mình phải hợp lý và mình phải hợp tình. Tại vì có nhiều chuyện duyên kia nên hợp tình mà nó không hợp lý này. Và mình phải hợp với cái thể. Cái thể là cái không gian. Cái thời thể đó bạn, hợp thể là cái không gian lúc đó. Cái không gian đương nhiên thì lúc nào đi về cái thời gian, cái thời điểm lúc đó, cái xã hội lúc đó. Và cuối cùng cả nó phải hợp với, mình gọi là cái hợp với cái thời. Vì cái thời là mỗi thời là mỗi khác, cho nó không giống nhau này. Thành ra cái hợp thể và hợp thời này, cho nên mình gọi là thời thể đó bạn. Hợp lý, hợp tinh, hợp thể, hợp thời. Thế nên cái hợp thời này ấy, là nó nói tới cái không gian, hay bây giờ nó nói là cái thời gian. Và nếu mình không đúng với cái thời gian đó, không đúng với cái khoảng lịch sử đó, thì nhiều khi nó là sinh ra sai lầm. Cho nên giữ cái giới đó là cả một cái chuyện mà rất đặc biệt. Bây giờ đó thì chúng ta nói tới đó là cái nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật định nghĩa của nó là gì? Là mình đối diện với cái bóng tối nhưng mà mình không trở thành bóng tối. Bố thí là rời khỏi bóng tối, bung ánh sáng ra. Trì giới là gì? Ánh sáng đem vô trong cái quảng đạo, đem vô trong quan hệ của mình với người, về công việc, về cái chuyện, tất cả mọi chuyện. Nhẫn nhục là gì? Khi bóng tối vẫn còn, mình đối diện với nó, mình không trở thành bóng tối. Tức là để mình biến cái định nghĩa nó xuống. Nhẫn nhục ba la mật là gì? Đây, nhẫn nhục ba la mật, định nghĩa của nó là mình đối diện với vô minh, vì bóng tối tức là với cái vô minh đó. Mà không trở thành bóng tối. Thầy cho một cái thí dụ nữa các bạn em. Thí dụ có một người đó, họ rất là ghét bác, họ giận bác đó. Cho nên khi mà bác đem cái ly trà tới mời họ đó, họ vô duyên vô cớ họ nạt bác. Sao ly trà này dơ vậy? Sao hư vậy? Sao như thế này thế kia? Mình nghe cái lời giận dữ tự nhiên là mình cũng sôi gan theo, mình giận theo, mình nói tôi đem ly trà cho anh uống mà anh còn bày đặt. Đó. Cái sự giận dữ người đó là bóng tối. Thì khi người đó thấy cái bóng tối thì mình đối diện cái bóng tối thì mình lại tối theo. Thì điều đó tôi gọi là không có nhẫn nhục ba la mật. Cái nhẫn nhục ba la mật nó hay là mình thấy đối diện với cái bóng tối, nhất là cái giận dữ, cái sợ hãi và cái đe dọa, giận dữ, sợ hãi, đe dọa. Thì những cái thứ này đó, mình không hề bị lay chuyển hay là cám dỗ. Thì mình không hề thay đổi, mình không hề bị nó lay chuyển, mình không hề sụp đổ được, mà mình không hề trở nên giận dữ. Mình trở nên dữ tợn, mình bị cái đe dọa thì là mình lại càng rút đi, hay là bị cám dỗ thì mình lại đi theo chiều gió và quên đi nhân nghĩa. Đấy là những cái chuyện mà bình thường vô cùng mà mình sống trong cuộc đời của mình là cứ bị hoài. Và cái đó rất dễ để cho mình gọi là mình bị kẹt. Có một người nọ đó ở trong xin cái vị sư phụ mình, dạ thưa sư phụ, con muốn đi vào trong thất, con nhập thất chừng 6 tháng 1 năm được không? Vị sư phụ vuốt râu cười, nói con chỉ mới tu có 3 năm thôi, con nghĩ là con đủ khả năng để con nhập thất cái sao nữa. Ô, con đủ nhập, con biết ngồi thiền, con biết hiểu cái kinh này, con biết ý sư phụ, con được làm được tất cả gì sư phụ muốn, mà con cũng là có phước có đức, con này nó đại khái là cũng khoe có phước con như thế này thế kia. Ông sư phụ mỉm cười nói ok, con có biết khi con vào nhập thất thì con đối diện với ai hay không? Ôi, con vào nhập thất con đối diện với bốn bức tường, với kinh điển, với Phật,
với Bồ Tát. Vị sư phụ lắc đầu là không, con vào, khi mà con vào trong nhập thất thì con đối diện với cái bản ngã của con, của chính con. Ồ, bản ngã con thì sư phụ thấy con là con khiêm nhường, con hiền lành, con đâu có bây giờ nói láo đâu, con chân thật lắm á. Không phải, cái bản ngã con là cái bóng tối, là cái điểm mù lớn lắm. Cái người đệ tử nói, ồ, sư phụ đừng có lo, con ok, con không can gì đâu. Sư phụ biết con mà, con tu 3 năm rồi, mà sư phụ thấy không, 3 năm rồi không có làm lỗi lầm gì cả, mà cái gì con làm cũng hay ho, cái gì cái sư phụ cũng khen cả, thì thôi sư phụ cho con thử đi. Thì sư phụ mỉm cười vuốt râu thêm lần nữa, mà hồi xưa cái bà biển mẹ không đào sĩ đó, thì con có râu chứ con, mấy thầy mà có râu thì chuyện hơi lạ một chút, nhưng mà ông cũng vuốt cái râu một cái. Thì nói vuốt râu có nghĩa là ông thầy này, ông hòa thượng này không phải là thầy đó các bạn, đừng nghĩ lầm. Sau khi ông buộc râu rồi được, cho con vô nhập thất, thì ông làm cái cốc bên sườn núi, nhìn ra thấy thoáng thoát vô cùng, xong rồi thì là sung sướng vô cùng. Thì cái người đệ tử đi vào, ngày nào cũng có đồ ăn để ngay cửa, thành ra là cái bạc thầy nó cũng sung sướng, tại vì là trong cái sườn núi, cái rừng núi như vậy, cái nhà mình ở ngay cái ván đồi như vậy, mình nhìn xuống trên cái ván núi như vậy, nhìn xuống là ngày nào cũng có người đem đồ ăn tới để đến cửa đó, trời ơi sung sướng vô cùng. Thì đâu có cái gì nữa, gọi là tự tài quá rồi, đâu có con cái gì để mà nói nữa. Nhưng mà tại ra cái tự tài đó đó chính là cái chỗ mà cái bản ngã của mình á, cái ngã của mình á, nó trốn ở đó, nó trốn ở trong cái chỗ mà tự tài này. Thì bữa đó các bạn biết sao không, đùng một cái đó thì có người ở dưới chạy lên gõ cửa. Thì cái ông thầy này ông ngạc nhiên, ủa sao mà gõ cửa ta, mình nhập thất sao mà gõ cửa. Rồi trời đất ơi, chú ơi, chú ơi, bây giờ chú giúp cho giải quyết làm sao đi, tại vì ở nhà chú đó là cha mẹ chú đánh lộn, nó vất đồ vất đạc cả, và bây giờ đó lại còn đánh cái người chủ của chú đó, người chủ đánh cho bị thương nữa. Mà tụi tôi thấy rõ ràng đó là chủ, cha mẹ chủ đó là người mà có lỗi, chứ không phải là ông chủ kia là có lỗi. Là trong nhà họ tranh cãi nhau dễ sợ lắm, thành ra bây giờ chủ phải làm sao mà cứu cho con, cha mẹ chủ mà kiểu này là một hồi là chắc chết đó. Hôm nay ông nói làm sao mà có chuyện mà cha mẹ tôi mà đánh người được, làm sao mà có chuyện được, không tin. Cha mẹ tôi là người tốt, không thể nào là người xấu được. Không, tôi thấy rõ ràng như vậy mà tôi đang nhập thất mà ông nói chuyện như vậy. Và bắt đầu nổi khùng lên. Không, nhưng mà chú phải giúp cho cha mẹ chú là người có hiểu mà, chú phải xuống cho tao con, chú quay lại bây giờ đó. Không được, tôi nhập thất, tôi không nhịn giải như vậy. Rồi, ông Tăng này đó, quay vô sắp sửa đóng cửa lại thì quay đầu lại nói một câu đó, thôi nói xuống nói đi là tôi nhập thất thôi, tôi không có dính dáng chuyện đời nữa. Nó đóng cửa cái rầm vô trong. Cái người kia chạy về thì cái người kia chuyện gì xảy ra không biết, nhưng mà cái ông Tăng này ông vô ông ngồi đó, thì ông ngồi đáng lẽ là ông ngồi cái tâm ông rất là thoải mái tự tại, không nghĩ được gì cả. Bây giờ ông ngồi suốt ngày suốt đêm cứ nghĩ cái chuyện không lẽ cha mẹ mình làm xấu à, nó đánh với người chủ nó sao mà đánh được à, rồi mà đánh nó ăn được cái gì ta. Ngồi quay đi ngược lại là không được, không tin được. Cha mẹ mình là người tốt, mình ở mình sống với người cha mẹ mình mấy chục năm rồi, ông không, cha mẹ mình là một trang chủ làm việc đàng hoàng lắm, không thể nào làm bậy cả, chuyện là vô lý. Giằng co được cả 1-2-3 ngày mà không biết làm sao cả, rồi không có thi không được. Rốt cuộc ra cái bà biển sao không bạn, ông mở cửa ra đi xuống cửa sau, chạy tới phòng của phương trưởng sư phụ, gõ cửa, quỳ trước cửa, xin sư phụ, sư phụ, xin sư phụ cứu con. Sư phụ mở ra cửa, đang mỉm cười vuốt râu, không sao, con có chuyện gì? Dạ con nguy quá, là con không, 3 ngày nay con thiền không được, vì con cứ nghĩ đến cái chuyện là người ta vu khống cha mẹ con là đánh lộn với ông chủ rồi tranh giành tiền bạc cho nó, nhưng mà con biết chắc chắn là không có chuyện đó. Thì vị sư phụ mình nói đó, thấy chưa, người ta nói cho con nghe, cái chuyện mà con không biết đó chính là cái chuyện gì,
Khi con vô ngồi nhập thất con có tự tại với con, nhưng mà cái tự tại đó là cái bản ngã của con đó. Con có biết rằng đó, con vô con đối diện cái bản ngã là gì? Thế nào là cái ngã? Cái ngã là cái mà nó sống trong cái dòng được, cái dòng sông vô cùng tự tại mà nó có tên là đúng với sai, tốt với xấu, mình với người. À, rồi, đây nè. Thì tệ ra đó, cái bóng tối đó mà mình đang nói tới đó chính là cái ngã hay là cái tôi. Và cái tôi của mình đó, nó hiện ra ở trong chỗ là mình gọi là nhị nguyên, là đúng và sai, tốt và xấu, thiệt và giả, và có và không. Cái cặp này, cái bậc thầy thầy việc cái chữ này, thầy gạch đó là để nói là đấy là cái bóng tối, và cái bóng tối này đó là nó trùm phủ. Thế nên khi mà gọi là nhẫn nhục ba la mật thì mình phải vượt qua cái cặp này. Thì kể lại cái chuyện hồi nãy, cái ông thầy mà trẻ đó đó, thì cái bác biết sao không bác? Ông chịu thua. Thì ông ngồi đó, ông nghĩ là như thế này, nhưng bây giờ ông kẹt vào cái chuyện đúng và sai. Ai đúng ai sai? Tôi biết chắc là cha mẹ tôi đúng. Tôi biết chắc là ông chủ kia sai. Nhân với ngã, tôi theo phe của ông cha mẹ tôi, mình người này sai. Kẹt vào trong một thị phi đó nhưng mà không thể nào thấy được, bởi vì là cái điểm mù. Và cứ muốn chứng minh là mình đúng thôi, chứ không cách gì mà sai cả. Và nó cứ lăn quăng trong đầu cả ngày này qua ngày khác, 3 ngày liên tục luôn. Ông sư phụ ông, sau khi nói xong cái ông tát cho một cái đó, cái tát đó mạnh ghê lắm. Là bởi vì là mạnh này, cái đồ là cái ông đệ tử đó, ông ngã lăn ra một cái luôn. Khi mà ngã lăn ra một cái thì ông giật mình tỉnh lại, thì ông mới thoát cái đầu rồi, không còn nghĩ tới những cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó nữa. Tức là chuyện mà thị phi nhân ngã tốt xấu đúng sai nữa. Đó, người đệ tử mới bừng lên, bừng sáng lên, mới chạy về, về lại với lại cái thất của mình và tiếp tục ngồi lại. Các bạn thấy dễ sợ không? Bị kẹt trong cái chuyện đúng và sai đó, tức là mình trở thành bóng tối. Là mình lúc nào cũng có cái tôi ở đó cả. Cho nên đối diện với bóng tối mà không trở thành bóng tối đó thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Đối diện với bóng tối là gì? Đối diện với cái điểm mù của chính mình, đối diện với cái ngã, đối diện với cái chuyện đúng với sai. Mà mình kẹt nó đúng với sai thì gọi là hết, không còn nhẫn nhục nữa. Khi mình đối diện với đúng với sai thì mình mỉm cười thôi, thì mình ra khỏi cái kẹt đó thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái này mời một nửa sau ta, xin các bạn chờ một nửa sau tiếp. Cảm ơn các bạn. Rồi thưa các bạn, bây giờ mình trở lại với cái nhẫn nhục ba la mật đó. Thì là nhẫn nhục ba la mật rõ ràng đó, là cái định nghĩa của nó đó là cái khả năng mà cái chân tâm đó hay là cái quang minh đó mình lan tỏa, và khi mình gặp cái bóng tối đó thì mình sẽ không bị cái bóng tối đó nó lay chuyển, và mình gọi là đối diện với bóng tối mà không trở thành bóng tối, đối diện với mình mà không trở thành với mình. Đó là cái đặc tính của cái quang minh, đặc tính của sự sáng suốt, đặc tính của cái chân tâm khi mà lan tỏa vào cái thế giới mà đen tối. Đó, thế nên cái định nghĩa đó đó thì mình nói là đối diện với bóng tối mà không trở thành bóng tối. Thì cái gì là cái đối diện với bóng tối? Chính đó là cái chân tâm, hay là mình gọi là cái sự lan tỏa, cái ánh sáng của cái chân tâm đó, thì nó không bị ánh tối nó làm cho mình thay đổi. Cho nên cái đó là một cái điều mà rất đặc biệt. Và thầy muốn kể thêm một câu chuyện trước khi là mình lại rời đi. Tại vì câu chuyện mà vừa rồi đó của một cái vị mà học tăng, đúng là gọi là học tăng trong cái thất đó đó, là chỉ bị kẹt vào cái chuyện đúng và sai và cái chuyện ấy thôi. Nhưng bây giờ thầy kể cái chuyện một kinh nghiệm của một vị mà mình gọi là lão luyện, lão thành, một cái vị mà tu hành mà lão thành. Cái vị tu hành lão thành là như thế này các bạn. Khi mà ngài mà đang trên đường mà trở thành một vị đại thiền sư, đại hành giả đó, thì ngài ở trên một ngọn núi rất là cao, y hệt như là vị học tăng đó, nhưng mà ở trên cái dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thì trong Hy Mã Lạp Sơn đó là ngài rất là tinh thâm, thiền định rất là cao,
Và Ngài là nhất trần bất nhiễm, không có nhiễm vào bất kỳ một cái trần lao nào. Một ngày nọ đó thì Brothers of Himalaya là những cái người, những cái bậc thánh nhân ở trên Hima Lạp Sơn, tất nhiên vị A-la-hán nhiều lắm. Thì còn vị A-la-hán mà thấy Ngài trong cái cơn thiền định, trong cái cuộc sống như vậy thì là chờ cái vị tăng này đó đứng dậy xuất thiền ra ngoài làm đồ ăn uống và rửa ráy đó, thì cái vị A-la-hán này mới xuất hiện. Khi Ngài xuất hiện một cái đó thì là Ngài đi tới, Ngài chào cái vị tăng này một cái, chào Ngài, Ngài có cái gì cho tôi ăn không? Thì cái vị tăng này là, wow, xin mời Ngài, không biết Ngài ở đâu tới, trong cái núi Mi Mã Lạp Sơn này nó như vậy, mà Ngài mà lên được tới đỉnh núi như vậy thì khá lắm, không biết là Ngài ở đâu tới. Xin mời Ngài vào, để tôi chia sẻ một vài ba cái món đồ ăn này mà mình gọi là thanh đạm, chỉ có rau cải mà đồ khổ. Thì cái vị lai hàng là ô được đi vào. Thì khi đi vào ngồi một cái đó thì cái vị tăng này mà lấy đồ ăn ra mời ăn, mời uống, mời rất là bình thường, không có cái gì mà gọi là để chứng minh là mình là vô ngã hay là mình là có ngã cả, không có chuyện gì cả. Thì cái vị lai hàng này nó mới cầm cái miếng rau lên, Ngài lật qua bên này, Ngài lật qua bên kia, Ngài cắn lên rồi cắn xuống, Ngài nói trời ơi, cái này sao mà, cái này mà sao mà Ngài ăn được cái này vậy? Cái này nó khó ăn quá, nó dơ mà nó bị thổi cái này thổi, sao mà Ngài ăn được cái này kỳ quá vậy? Cái vị mà tăng đó mà nhập thất này rất là lão luyện, Ngài chỉ mỉm cười thôi, Ngài không hề nói cái gì trơn nữa. Ngài chắp tay lại, cúi đầu mỉm cười. Xong rồi thì là cái vị mà A-la-hán này đó, thì cũng ăn xong rồi tất cả rồi đứng lên. Thì cái vị tăng này cũng đưa ra tới nơi, chào rồi còn nói là Ngài có muốn đem theo một chút đồ ăn theo để trên đường đi hay không? Rất là ân cần và rất là, mình gọi là hết lòng lắm, ân cần lắm. Được chứ. Thì vì người ta mình lấy ra những cái rau khả này nọ, nhưng mà không lấy cái rau đó mà cái khô mà hồi nãy vì này là hạng này mặn, là những thứ đồ khác phát thành một cái món lương thực thì có thể ăn được 3 ngày. Vì là hạng cầm cái này nó nhìn lại nhìn lui như thế, ủa ngài đưa tôi là 3 ngày đường như vậy nhưng mà tôi nhìn lại thì ngày ăn cũng không tới được 2 ngày nữa. Không can gì, không can gì, cũng dường ngài. Với là hãng nhìn lại kỹ thêm một chút nữa thì thấy đó, thật sự đó cái đồ ăn còn lại không phải là 2 ngày đường, mà cái đồ ăn còn lại toàn là những cái đồ mà hồi nãy mà ngài không muốn ăn, tức là những cái đồ mà cái lau rau về cái lá mà toàn đồ khô mà đã thổi rồi, hư rồi. Vì là hãng mỉm cười, được. Thì ngài mới đi ra khỏi, được cái này đưa đi khoảng đâu chừng 15 phút đường đi đó, rồi tới cái chỗ cái đèo để mà đi xuống thì là ngài la hạng mới chia tay. Nhưng mà khi mà chia tay một cái thì ngài la hạng mới hiện ra cái thân của ngài là một cái vị đúng là vị la hạng đạp đạp vô cùng. Thì ngài mới rờ đầu cái vị tăng kia mà nói con tu như vậy thì đúng là chân tu, là bởi vì sao vậy? Ta thấy con đó, từ lúc mà ta bước vào tới lúc ta bước đi con không hề động niệm khi mà ta nói cái chuyện cái đồ ăn là xấu, con không hề nhíu mày, con không hề khởi niệm. Cho đến lúc mà con lấy đồ ăn phát cho ta, con cũng không hề động niệm, con cũng không hề có cái ý là muốn lấy làm vừa lòng ta, con làm một cách tự nhiên mà không hề khởi niệm khởi ý, con không hề có đúng với sai, nhân với ngã, tốt với xấu, mình với người, mà con hoàn toàn làm bằng một cái lòng từ bi mà nó không có cái chuyện là nhân ngã thị phi. Thì cái vị la hán đó là hiện ra người mặt mày rất là trẻ đẹp vô cùng, còn cái vị tăng này là cũng hiện hình tượng rất là già, cũng là sống mấy 70 rồi. Cái vị tăng này cũng không nói gì, cái bà chỉ mỉm cười thôi để cho cái vị tăng kia, tức là vị la hán xoa đầu
Thì ngài quỳ xuống để cho vị la hán xóa đầu xong rồi thì ngài chắp tay lại cũng mỉm cười rồi ngài đi vào, không hề thay đổi. Đi vào ngồi trong đó tiếp tục, nghĩa là công việc thiền định, tiếp tục công việc mà tu hành ở ngài, không hề khởi niệm, không hề suy nghĩ, không hề còn một ý niệm khác. Ngài la hán đi ra rồi đi xuống, đương nhiên là ngài hiện thân là ngài la hán rồi, nhìn lại càng khâm phục hơn nữa. Thì thưa các bác đó, đây là một cái chuyện khác. Các bác thấy cái vị học tăng đó thì kẹt vào trong cái bóng tối là nhân ngã thị phi đúng sai. Còn cái vị mà lão tăng này đó, mà gọi là lão gọi là già, lão là một cái người mà có công phu rất là thâm sâu đó, thì thật sự đó không hề khởi niệm, không hề động tâm, mà đến lúc mở mắt ra vẫn bày tỏ sự quan hoài, bày tỏ cái tình thương, vẫn bày tỏ tất cả những cái chuyện mà mình gọi là trì cái giới, cái quảng đạo, để cái tình thương của mình đi tới cái vị la hán kia. Cái quảng đạo đó là mối quan hệ, và cái quảng đạo đó đó nó chuyên chở cái tình người, cái quang minh của chân tâm đó, khi mình đi qua cái quảng đạo đó nó trở thành cái tình người ấm áp, cái tình bạn hy sinh. Cho nên đồ ăn thì là mình cho hết, mình còn để lại cái đồ người ta không thích thôi. Thì cái đó là những cái mà rất là đặc biệt của cái nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật thật sự nó hiện hiện ở trong đó. Tại cái vị tăng này lúc nào từ đầu đến cuối nó không bao giờ mà khởi niệm lên. Thế nên có nhiều người nghĩ rằng nhẫn nhục là nhìn đi, đừng có nói, để trong lòng đi, tìm tìm cách lúc sau rồi mình quản lại. Có nhiều người nghĩ rằng nhẫn nhục đó là có nghĩa là mình không có làm cái gì để mà cho người ta đó là ghét mình cả, là cứ nhìn, cứ nhận. Hồi xưa sư phụ thầy là ngài còn kể một chuyện nữa, ngài nói là cái chữ nhận đó là cái chữ mà nó có cái đao, cái này là cái dao. Cái dao đó mà cái bậc thầy, cái dao này rất là nguy hiểm. Cái dao này đó nó thầy phải khai cả, nhưng mà cái dao này đó nó nằm trên chữ tâm. Tức là cái nhẫn này là nguy hiểm, nếu mình không biết nhẫn là coi như là cái dao nó cắt đứt cái tim liền. Cho nên mình phải nhẫn, tức là mình không muốn cho người ta đó là bị cái tim là bị dao nó cắt, nó cửa đi. Cho nên giận là khó vậy, là bởi cái dao này nó tim đó, cái tim mình đập mạnh một cái là cái dao nó cửa liền. Cho nên tim mình phải nhẹ nhẹ đập nhẹ, mình phải thở nhẹ lại cho con không là chết. Thở vi tế lại, sâu sắc lại cho con, mình thở mạnh quá là cái dao nó cửa cái tim mình chết liền. Thì nếu mà các bạn bắt đầu suy nghĩ một chút hiểu đó, bạn nhìn cái định nghĩa của thầy, thế nào là cái bóng tối này. Bóng tối tức là cái chữ tôi, hay là cái ngã mà mình thường thường mình còn dùng nữa là cái mặt của mình, hay là cái thể diện của mình. Người Mỹ gọi cái mặt đó, gọi là cái face. Họ rất sợ lose face. Đó. Và mình thì mình gọi là cái thể diện. Thì cái tối nằm đó thì lúc nào nó cũng đúng với sai, tốt với xấu, thiệt với giả, có với không, chân với ngụy, và hơn về thua. Những cái đó là những cái mà rất là nhị nguyên, và nó làm cho mình không bao giờ mà thoát khỏi được cái vòng mà gọi là đen tối cả, hơn về thua. Thành ra khi mà các bạn mà càng tu đó, thì các bạn là càng nhìn và mỉm cười về chuyện tốt xấu, có không, thiệt giả, hơn thua, đúng sai, mình người, tất cả mọi chuyện mà nhị nguyên là bạn mỉm cười thôi. Mà khi mà bạn mà nhập thất mà tu hành đó, hay là bạn tu kín đó, thì cái chuyện mà nhị nguyên là càng giữ nữa. Và chính Đức Phật trong lúc mà ngài mà thiền định 49 ngày, thì chính ngài lại kể cái chuyện là trong lúc mà ngồi như vậy đó, thì những cái chuyện mà quá khứ ở ngài nhiều đời nhiều kiếp rồi nó hiện ra. Chuyện thí dụ như là có lần ngài nói dối, thí dụ như có lần là ngài phạm giới này phạm giới kia, nó làm cho ngài có cái tấm là mình mặc cảm tội lỗi. Mà mặc cảm tội lỗi tức là mình sai, mình biết mình sai. Thế những cái đó nó kéo mình vô trong cái bóng tối. Nếu mà mình ngồi mình nghĩ là tội lỗi cái thôi là mình kéo vô trong bóng tối, mình tu không được nữa. Thì có một cái người đó cũng kể một cái chuyện rất là hay cho thầy nghe. Cái chuyện đó là anh đi cái khóa tu mà của ông Goenka, thì anh mới kể lại cái kinh nghiệm của anh ta. Thì lúc mà cái ngày thứ ba, ngày tư gì đó không biết, thì anh tự nhiên đó, anh có cái mộng. Trong cái mộng đó, đó thì anh nhớ lại là anh có một lần đó anh quan hệ với một người phụ nữ và làm cho người phụ nữ đó có bầu, và anh nói người phụ nữ đó thôi bây giờ phá thai đi. Thế cái chuyện này xảy ra
Người phụ nữ đau khổ lắm, gia đình cũng anh không ai biết cả, nhưng mà anh nghĩ cái đó là xong. Nhưng không ngờ đó, thì trong cái sự phá thai đó đó, thì cái người bồ anh, người có quan hệ với anh đó, rất đau khổ. Và cái lúc đau khổ đó, đó thì khi phá thai xong rồi thì cái người phụ nữ, cái người bồ anh đó, là sinh bệnh rồi. Thì 1 năm sau đó thì không may đó là sinh ra ung thư, và 2 năm sau thì chết. Anh nghĩ rằng đó là cái chuyện mà dẫn khởi là từ cái lúc là mình bắt cho người bồ của mình đi phá thai. Và anh nghĩ là từ chỗ đó mà nó sinh ra cái sự xáo động hormone, rồi nó làm ra sinh ra ung thư, vân 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 vân. Thì anh nghĩ như vậy, cho nên vì đó cho nên anh mới bỏ cái chuyện mà chuyện đời, và anh bắt đầu đi tìm đạo, và anh đi vào con đường tu. Thì khi anh đi vào trong cái khóa tu này đó, thì anh tập hít thở như thế nào thì không biết, thì đến ngày thứ ba thì anh mới bùng lên là cái chuyện là cái mặc cảm tội lỗi, là tại ra là mình giận khởi cho người này chết. Thì anh không tìm được cách gì để mà thoát khỏi cái mặc cảm tội lỗi đó cả. Và vì vậy đến ngày thứ năm, để cái khóa tu là 10 ngày, ngày thứ năm thì anh rời khóa tu, không tu được nữa. Cái bóng tối của cái mặc cảm tội lỗi là kinh khủng vô cùng. Và cái bóng tối đó nó làm cho mình là bị kẹt mãi trong đó, mình không đi ra được. Và nó có những cái bóng tối đó, mà ngoài cái chuyện mình vừa mới nói ra, các bạn nhìn cái bóng tối thì nói này: đúng sai tốt xấu có không, thiệt với giả, những cái này đấy. Bây giờ nó còn cái bóng tối, nó còn một cái loại khác, cái này là số 1, mình nên để cái này là cũng là bóng tối số 1. Và bây giờ mình nói tới cái bóng tối mà số 2 đó, là nó cũng không có thua gì bóng tối số 1 cả. Cái bóng tối này đó, mà cũng là bóng tối của cái bản ngã tối này đó, là nó cái gì? Là nó là cái mặc cảm. Thì cái mặc cảm này nó có rất nhiều thứ: mặc cảm tội lỗi, mặc cảm là mình làm sai lầm, mặc cảm mình bị ruồng rẫy, mặc cảm là mình bị cho ra rìa, mặc cảm mình là nạn nhân, mặc cảm là mình có thất bại, mặc cảm thất bại, và cái mặc cảm, cái đám mặc cảm này là nhiều lắm bạc, nó không phải là một mà nó là nhiều vô cùng, nó nhiều thứ trong đó trộn lại với nhau. Thì cái tối này đó là cái mà nó làm cho mình có những cái mặc cảm đó. Và cái mặc cảm đó là làm cho mình không bao giờ mình ra khỏi, mình cứ kẹt trong đó. Cái tối này nó còn làm thêm một chuyện nữa, là nó tạo ra cái sự sợ hãi. Và cái sự sợ hãi này là kinh khủng vô cùng. Khi mình bắt đầu mình sợ rồi đó, thì là mình thường thường đó là mình rút lại, mình không mở tâm được. Cái mặc cảm và cái sợ hãi đều là những cái thứ đó mà nó sẽ mãi mãi nó ở với mình, nó phá mình, nó làm cho mình không ra khỏi ánh sáng. Cho nên tại sao Đức Quan Bồ Tát thường thường Ngài có cái tên gọi là Thí Vô Úy, vì Ngài biết cái một trong những cái tối đó mà dính cũng như là cái sự sợ hãi. Tôi cho một ví dụ. Còn một cái người đó mà xin thầy đi nhập thất, thì nói ok, mình có cái chỗ đi nhập thất được. Nhưng mà cô ta sợ là, cô ta thưa thầy con ở mình con sợ quá, con không sao con đi được cả, là cái chỗ tốt lắm mà không chịu. Mà mình nếu không chịu thì ở cái nhập thất ở với ai? Không, con nếu mà có cái nhà nào con ở với cái người ta là được, chứ con đi mình đến kia xa quá con chịu không nổi. Lên núi tôi không dám đi, sợ. Cái sự sợ hãi đó, thì lúc đầu thầy nghĩ không, cái này chắc là xa nhà, xa cửa. Nhưng mà cô này 47 tuổi rồi bác, lớn tuổi đâu phải là nhỏ đâu. Nhưng mà khi càng nói chuyện, càng hiểu biết thêm thì những cái sợ hãi đó, tại ra không phải là sợ đó, tại baby đó, đó là một cái loại mặc cảm. Chứ nó không phải là một sự sợ hãi đơn thuần. Thì cái mặc cảm đó là nó dính lên vào cái chỗ là từ nhỏ đã không ở với cha mẹ lâu rồi. Thì thầy mình đặt câu hỏi, tại sao không ở cha mẹ, thì đương nhiên là cô phải dạng, cô phải dạng lắm chứ, nó không ở cha mẹ cho nên thiếu thốn tình thương, thiếu thốn những cái thứ này. Thì nó bây giờ đó, khi mà ở mình đó, là tự nhiên cảm thấy thiếu thốn lắm. Thì thưa các bạn, đó là một loại mặc cảm, nhưng mà cái mặc cảm là nó dẫn tới cái sự sợ hãi. Và cái sự sợ hãi đó đó
làm cho cô ta không thể nào ở mình ở trên Tàu Hiền Sơn Trang một chỗ để cô ta có tu được, cô không chịu được, phải có người nào ở với cung, hay là tu chung, hay là tu trong một đám chung mới được. Nhưng mà các bạn biết đó, đó là những cái mà mới là cái bóng tối, cái bản ngã nó không có cho mình vào bình sáng được, nó giữ mình lại. Thế nên mình phải đối diện với cái sự sợ hãi đó, mình không bị sợ hãi nó lôi đi. Mình phải đối diện với cái mặc cảm tội lỗi. Mình biết mình làm xấu, làm tội. Và mình không bị cái quá khứ đó nó cứ ám ảnh, nó kéo mình đi. Cái đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thế nên trong cái 49 ngày mà Đức Phật ấy, Ngài thấy những cái chuyện nó tới. Còn những chuyện đó mà Ngài đã làm trật, làm sai, làm xấu đó, là những thứ mặc cảm nó kéo Ngài trở vô. Nhưng mà Ngài nhìn, Ngài biết đây là mặc cảm, đây là một cảnh giới. Ngài đã làm nhiều chuyện sai lầm rồi. Và bây giờ chúng ta phải, ai cũng làm chuyện sai lầm, mà khi các bạn muốn tu xúc thiệt đó, thì nhiều sai lầm là nó sẽ tìm bác, nó trở lại, nó hiện trước mặt mình. Vì khi nó hiện trước mặt mình, mình không thể nào đó mà mình nói, mặc kệ tôi không biết tôi trì của chủ này hết không. Mình phải đối diện với nó, mà mình không trở thành cái bóng tối, không trở thành nó. Tức là mình biết là mình có làm cái chuyện đó sai, mình đừng có phủ nhận. Mình biết mình làm cái chuyện đó ác, đừng có phủ nhận. Mình nhìn nó, nhưng mình không trở thành nó nữa. Bởi vì mình biết nó chỉ là một phần của cuộc sống của mình. Và mình biết cái lỗi đó, biết cái chuyện đó. Nó tới, nó đi, cái quả báo nó tới, mình sẽ nhận. Và mình không phải là mình sợ hãi nữa, mình không chạy trốn tránh nữa, mình cũng không có giặc nó ra, mình cũng không mời nó vô. Mình chỉ biết là cái cảnh giới đó là một cảnh giới. Một cái mặc cảm đó, nó sẽ từ nó sẽ tới và nó sẽ đi, giống như là mây tới, mây sẽ đi. Cho nên có rất nhiều cái loại mặc cảm trong cái cuộc sống của mình. Và nếu bạn mà không chuẩn bị kỹ đó, khi bạn đi nhập thất hoặc là khi bạn sống một mình đó, là bạn sẽ bị dính càng liền, tức là bạn bị kẹt liền. Là vì cái mặc cảm đó nó làm cho cái bản ngã của mình đó, là nó kéo mình trở vô trong cái nhị nguyên, trong cái chuyện đúng và sai, trong cái chuyện mình. Chứ còn nó không làm cho mình giải thoát được. Cho nên cái thứ ba đó là cái nhẫn nhục ba la mật là một cái phương thức rất là vi tế. Mình phải đối diện với những cái chuyện mà mình gọi là mặc cảm, những cái chuyện xấu xa, những cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện tốt. Mình đối diện với nó, mình không trở thành nó, tức là mình đứng để cho nó đi qua. Thế nên cái nhẫn nhục còn gọi là witness, là cái khả năng chứng trí, nhận biết mà không get involved, không có đi vô trong cái chuyện đó, không có kẹt trong cái chuyện đó, trong cái dòng mà đối thoại mà cái câu chuyện đó nó đưa ra. Thường thường những câu chuyện đó đó, nó có những cái lời mời để mình đối thoại, để mình nói, để mình bao chữa, để mình chứng minh, để mình cho biết thêm này. Mà tất cả đều là mình kẹt vào trong đó, nó đã thấy nó cuốn nó vinh vôi rồi là mình chết. Nó cuốn vô là mình chết và nó trở thành một cái điểm mù rất lớn. Đó là lý do mà tại sao đó mà mình phải tu cái nhẫn nhục ba la mật. Là không phải là vì mình ngồi yên mình nín, mà mình đối diện với nó, mình thấy nó, mình biết nó, mình xoa tay, mình cười, mình để cho nó tới, để cho nó đi luôn. Và mình biết tất cả đều có nhân có quả. Và nếu mà cái quả nó tới thì mình cũng nhìn nó, biết nó, goodbye, cho nó đi. Mà chỉ có như vậy thì tự nhiên mình mới từ từ mình ra khỏi. Cho nên bây giờ theo ông là trước khi mình kết thúc, mình có nói ba chuyện ngày hôm nay. Thứ nhất đó, trong cái bóng tối vô minh đó, mà đột nhiên là cái ánh sáng mình nó bung ra, thì gọi là bổ thí ba la mật. Thì tìm cái đúng cái trang đó nha. Đây là bổ thí ba la mật, là cái đây này. Đây là cái bóng tối vô tận đây. Trong cái bóng tối vô tận mà ánh sáng nó bung ra thì gọi là bổ thí ba la mật. Bây giờ dẫn cái bóng tối đó, dẫn cái ánh sáng nó đi vô trong từng quan hệ thì gọi là trì giới ba la mật. Và mình đối diện với bóng tối, mình không trở thành bóng tối thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thì xin hẹn các bạn cái kỳ sau để mình nói tiếp nữa. Thì mong rằng là bạn cũng thấy là cái sự phức tạp của cái chữ ba la mật. Và thấy là rõ ràng là khi mình mà đọc cái bát nhã tâm kinh ấy, mà nó nói rằng chiếu kiến ngũ uẩn giải không, bát nhã ba la mật này, mà chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Nếu mình muốn hiểu cái bát nhã thì mình hiểu cái ba la mật là gì. Và ba la mật bây giờ mình tới cái ba la mật thứ ba, còn thứ tư, thứ năm nữa, xong rồi mình sẽ nói tới thứ sáu là bát nhã. Xin các bác hết sức là nhẫn nại để mà mình nghe cho nó rõ ràng, để mình biết thế nào là bát nhã ba la mật. Xin chào các bạn.